Sáng nay, Bộ phận Thường trực của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 có buổi làm việc với Đảng ủy quân sự thành phố về tình hình triển khai thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và kế hoạch số 45 của Ban thường vụ Thành ủy về thực hiện kết luận số 21. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh cùng chủ trì hội nghị. Theo đánh giá, trong thời gian qua, cấp ủy tổ chức đảng các cấp trong lực lượng vũ trang thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương và các kế hoạch hướng dẫn của Ban thường vụ Thành ủy và Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu 5. Nhận thức của cấp ủy tổ chức đảng và đại đa số cán bộ đảng viên về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, đã có sự chuyển biến nhất định, phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đảng ủy quân sự thành phố đã có nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo trong xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác kiểm tra giám sát đi vào trọng tâm, trọng điểm, kỷ luật, kỷ cương của đảng được tăng cường. Chính sách hậu phương quân đội được quan tâm, chăm lo chu đáo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nội dung kết luận số 21 và kế hoạch số 45 trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang thành phố thời gian qua. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ vẫn còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm.